Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự hội nghị công bố quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ. Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng trao quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm đối với đồng chí Lê Quang Hòa, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên từ ngày 1 tháng 8 năm 2019. Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tin tưởng với trình độ và kinh nghiệm từng công tác tại cơ sở và tham mưu giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Lê Quang Hòa tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, chỉ đạo điều hành Sở Nội vụ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị đồng chí Lê Quang Hòa và tập thể lãnh đạo Sở Nội vụ tập trung tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng, đánh giá đội ngũ công chức, viên chức, thực hiện tốt hơn nữa công tác tổ chức cán bộ, luân chuyển vị trí công tác, nâng ngạch bậc và tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực hiệu quả. Chú trọng đến công tác quản lý nhà nước về biên chế, tiền lương, cải cách hành chính, tôn giáo, đồng thời đổi mới công tác thi đua khen thưởng, tiếp tục xây dựng Sở Nội vụ, đoàn kết vững mạnh. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Quang Hòa hứa trên cương vị mới sẽ học tập, kế thừa và phát huy kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm, tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, cùng lãnh đạo Sở Nội vụ, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.